Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình Chào người mới sáng thứ bảy ngày 23 tháng 7 của STV. Thưa quý vị, theo lãnh đạo Bộ Y tế vừa cho biết, hiện có 4 dịch bệnh đang lưu hành tại Việt Nam là COVID-19, cúm A, tay chân miệng và sốt xuất huyết, trong đó số ca mắc cúm A có xu hướng gia tăng ở miền Bắc trong thời gian gần đây. Vậy tại Sơn La, dịch cúm A như thế nào? Câu chuyện sẽ được đề cập trong chương trình sáng nay. Trong mục trò chuyện cuối tuần sẽ có cuộc trao đổi của phóng viên STV với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh về công tác để đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Như trước hết, mời quý vị cùng đến với phần tin tức. Phân đấu đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến nông sản đứng trong top 10 nước hàng đầu thế giới vào năm 2030. Mục tiêu này được đặt ra trong chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 vừa được chính phủ phê duyệt. Việt Nam phấn đấu tốc độ tăng giá trị gia tăng công nghiệp chế biến nông sản đạt trên 8% một năm vào năm 2025 và 10% vào năm 2030. Tiến đến có trên 70% số cơ sở chế biến bảo quản nông sản chủ lực đạt trình độ và năng lực công nghệ trung bình tiên tiến trở lên. Tổn thất sau thu hoạch các nông sản chủ lực giảm từ 0,5% đến 1% một năm. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu nông sản chủ lực đạt 60% là sản phẩm chế biến đặc biệt sẽ hình thành một số tập đoàn doanh nghiệp chế biến nông sản hiện đại có tiềm lực kinh tế và trình độ quản lý ngang tầm thế giới. Các cụm công nghiệp chế biến nông sản gắn với phát triển các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung được cơ giới hóa đồng bộ và kết nối tiêu thụ nông sản. Tính đến nay, tỉnh Sơn La đã tiêu thụ các mặt hàng nông sản chủ lực gồm 81.000 tấn quả mận, chủ yếu thông qua các thương lái bán tại thị trường trong nước, gần 16.800 tấn chuối, trong đó trên 16.772 tấn tiêu thụ tại thị trường trong nước, 20 tấn xuất khẩu tại thị trường Trung Quốc. Trên 37.000 tấn xoài, trong đó tiêu thụ trong nước gần 35.300 tấn, xuất khẩu trên 1.690 tấn, 152 tấn quả nhãn và 445 tấn quả dứa, dâu tây trên 110 tấn và chanh leo gần 255 tấn, vân vân thời gian tới tỉnh sơn la tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương các tỉnh thành phố tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại kết nối giao thương trong và ngoài nước đồng thời kết nối với các doanh nghiệp xuất khẩu tham gia khảo sát vùng nguyên liệu thu mua tiêu thụ xuất khẩu các loại quả như xoài nhãn chuối để xuất khẩu tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử để tiêu thụ nông sản an toàn Thực hiện chủ trương về phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 4 doanh nghiệp được cấp chủ trương đầu tư thực hiện các dự án đầu tư phát triển mắc ca gồm Công ty Cổ phần Liên Việt Sơn La, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Mường Và, Hợp tác xã Mường Dôn, Công ty Cổ phần Mắc ca Liên Việt Sơn La với quy mô 3.617 ha. Trong đó, tổng diện tích dự kiến trồng đến hết năm 2022 là 473,8 ha. Để đảm bảo chủ trương chính sách phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh, theo kết luận số 253 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, tỉnh Sơn La cũng đề ra các cơ chế chính sách để thu hút các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư trồng chế biến tiêu thụ sản phẩm cây mắc ca, đồng thời chuyển đổi mục đích sử dụng quy hoạch đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất để quy hoạch trồng mắc ca trên diện tích đã được đưa ra quy hoạch khỏi ba loại rừng tập trung quy hoạch phát triển các vùng cây mắc ca hỗ trợ các doanh nghiệp ra soát khảo sát đánh giá hiệu quả cây mắc ca đồng thời thu hút đầu tư cơ sở chế biến mắc ca Sau tháng đầu năm nay, các hộ nông dân của huyện Bắc Yên đã gieo trồng trên 20.000 hectare cây lương thực hoa màu, trong đó 595 hectare lúa vụ xuân, 660 hectare lúa mùa, trên 1.000 hecta lúa nương, hơn 3.000 hecta ngô, 5 .000. nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, huyện Bắc Yên tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn nhân dân gieo trồng chăm sóc cây trồng trên nương, chăm sóc làm cỏ lúa ruộng và kịp thời phát hiện phòng trừ sâu bệnh hướng dẫn nhân dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cỏ phục vụ nuôi gia súc phát triển ken quả cây lâm nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tiếp tục hướng dẫn nhân dân quy trình kỹ thuật chăm sóc cây trồng đảm bảo điều kiện phục vụ xuất khẩu hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La có gần 2.700 công trình thủy lợi, trong đó có 110 hồ chứa và 132 đập dân được giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La quản lý vận hành. Tuy nhiên, nhiều công trình hồ đập thủy lợi đã và đang vào giai đoạn hỏng hóc xuống cấp. Qua kiểm tra đánh giá của cơ quan chức năng, tỉnh Sơn La có 19 hồ chứa bị sung yếu, bị thấm hoặc bị biến dạng mái đập. Trước thực trạng các công trình hồ đập bị xuống cấp, hàng năm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La được Trung ương hỗ trợ nguồn vốn khai thác khoảng 25 tỷ đồng nhằm gia cố khắc phục sửa chữa nhỏ. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, giả soát, đánh giá hiện trạng tất cả các công trình thủy lợi hồ đập trên địa bàn nhằm phát hiện các hạng mục hư hỏng xuống cấp, từ đó phân bổ ưu tiên kinh phí để tổ chức sửa chữa khắc phục đảm bảo an toàn cho các công trình. Công ty cũng chú trọng xây dựng phương án đảm bảo an toàn công trình đập hồ chứa thủy lợi nhằm phòng chống ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra. Từ năm 2017 đến nay, bằng nhiều nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương và địa phương, Sơn La đã đầu tư xây dựng nâng cấp được 20 đập hồ chứa nước cấp bách xung yếu tại các huyện Thuận Châu, Mai Sơn, thành phố Sơn La, Đối với các công trình còn lại, tỉnh Sơn La đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tăng cường bố trí nguồn vốn để nâng cấp, kiên cố và đồng bộ hệ thống các hồ nhằm đảm bảo an toàn lâu dài. Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát cùng với việc mở cửa du lịch, lượng khách du lịch đến Sơn La đã tăng cao trở lại trong các tháng đầu năm nay. Cụ thể trong 6 tháng đã có khoảng 1,5 triệu lượt khách đến tham quan du lịch tại tỉnh cho doanh thu từ du lịch dịch vụ ước đạt gần 1.300 tỷ đồng, tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Hiện Sơn La đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông du lịch an toàn, tổ chức xúc tiến kích cầu du lịch nội địa và ưu tiên kết nối với các địa phương, phân đấu đón và phục vụ khoảng 3,2 triệu lượt khách trong năm nay, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với năm trước để thu hút ngày càng nhiều hơn du khách đến với địa phương. Ngoài việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng đón tiếp và phục vụ tại 540 cơ sở lưu trú du lịch hiện có, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành liên kết với các khu điểm du lịch, cơ sở dịch vụ để tổ chức chương trình du lịch an toàn khép kín. Cùng với đó, tỉnh Sơn La cũng tiếp tục chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển nông nghiệp gắn với phát triển du lịch. Quý vị và bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình sáng nay, bây giờ sẽ là câu chuyện ngày mới. <laughs> Thưa quý vị, váo bạn cúm A là một loại cúm mùa có thể gây ra các biến chứng đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách. Tại Bệnh viện Đa khoa Cuộc Sống cũng đang ghi nhận khá nhiều ca mắc cúm A. Đặc biệt tại khoa nhi, tỷ lệ bệnh nhân cúm A chiếm đến 20-30% số bệnh nhân nằm điều trị. Phản ánh của phóng viên Lưu Hải. Hàng ngày tại khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa Cuộc Sống, tỷ lệ trẻ nhi đến khám và điều trị do mắc bệnh cúm A thường chiếm từ 20-30% số trẻ nằm điều trị. Theo các bác sĩ, trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều như thời gian này, trẻ em rất dễ bị mắc bệnh cúm A. Tại bệnh viện, khi trẻ bị bệnh đã được các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán, điều trị tích cực, cho nên nhiều cháu bị mắc bệnh. Chỉ sau khoảng 4 đến 6 ngày thì sức khỏe đã dần ổn định và có thể xuất viện. Ở nhà con tôi sốt 1 một ngày rồi được à, ngày hôm sau là đưa bệnh viện ra bệnh viện ngay điều trị hai ngày nhưng mà không đỡ không lớn là bây giờ chuyển sang bệnh viện của nay sang bệnh viện cuộc sống à, được chuẩn đoán là viêm cúm cúm A và viêm amidan con em vào đây 4 ngày bây giờ con em đã lớn hơn rồi con em thì hôm hôm ở nhà là con em có bị sốt cao kèm theo ho nhưng mà mua thuốc rồi uống cũng không cắt được sốt là hai vợ chồng sốt ruột thế là mới đưa vào viện khám khi vào được chẩn nói là con em bị uh, viêm amidan và bị cúm A. Tổng mấy hôm nay thì được các bác sĩ khám tận tình rồi truyền uh, dịch cho uống thuốc thì uh, hôm nay con em đã đỡ hơn. Bệnh cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính, tác nhân gây bệnh chủ yếu do các chủng virus cúm A H3N2, cúm A H1N1. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao qua đường hô hấp, qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng do hắt hơi, ho khạc. Thông thường bệnh diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 2 đến 7 ngày. Nhưng đối với trẻ em, người lớn tuổi, người có bệnh mãn tính về tim, phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch, bệnh có thể diễn biến nặng hơn, dễ bị biến chứng và có thể dẫn đến tử vong. Khuyến cáo đầu tiên chúng tôi dành cho các bố mẹ là thứ nhất là hạn chế cho trẻ tiếp xúc nơi đông người. Và khi có tiếp xúc nơi đông người thì tốt nhất là đeo khẩu trang cho các bé. Và nếu có những triệu chứng ho, sốt là đau nhức cơ thì tốt nhất là phải đưa trẻ đến khám ngay tại các cơ sở y tế để có những tư vấn tốt nhất dành cho các bé. Để phòng ngừa cúm A cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân như rửa tay thường xuyên, tránh đám đông lớn, đặc biệt là trong khi dịch cúm bùng phát, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, khi bị sốt thì ở nhà ít nhất 24 giờ sau khi hết để tránh lây nhiễm cho người khác. Tuy nhiên các giải pháp trên không có ý nghĩa phòng ngừa triệt để cách tốt nhất để phòng ngừa cúm A là thực hiện tiêm vaccine cúm hàng năm. Vâng, hiện nay thì chưa có vaccine đặc hiệu phòng chống bệnh cúm A. Chính vì vậy, khi có các dấu hiệu như là sốt, ho, đau đầu, mệt mỏi, người dân cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời. Khép bản nội dung câu chuyện ngày mới tại đây, mời quý vị tiếp tục chương trình với trò chuyện cuối tuần. Thưa quý vị, phát huy tình nghĩa đồng chí đồng đội trong quân đội khi trở về cuộc sống đời thường, cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La luôn quan tâm làm tốt công tác tình nghĩa, tích cực giúp đỡ các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó góp phần tô đẹp thêm truyền thống người lính bộ đội cụ Hồ. Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Cầm Xuân Ế, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện hôm nay. Thưa ông là trong những ngày tháng 7 này thì cả dân tộc đang hướng về ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ. Vậy thì đã từng là một người lính thì ông có những cảm nhận như thế nào trong những ngày này? Kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ. Đây là một ngày mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta có lẽ không có ai không nhớ đến ngày này, đặc biệt là những người lính của chúng tôi. À, từng trong chiến đấu và cũng chứng kiến được rất nhiều hoàn cảnh nhiều đồng chí đồng đội của mình đã để lại những cái một phần xương máu của mình ở chiến trường bản thân tôi thì cũng rất là chia sẻ và cảm động mỗi một ngày mỗi một thời gian được kỷ niệm lại nhớ đến đồng chí đồng đội của mình đã cùng nhau chiến đấu với vai trò của mình thì hội cựu chiến binh tỉnh đã có những hoạt động chăm lo cho đời sống của những thương binh bệnh binh gia đình chính sách và đặc biệt là các hội viên là thương binh như thế nào để đảm bảo cho cuộc sống dưới sự lãnh đạo của đảng của nhà nước chế độ chính sách của nhà nước của chúng ta rất là ưu việt khi chính sách của đảng của nhà nước đặt ra để ưu tiên cho những khi các đồng chí thương bệnh binh thì các vị chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội vào cuộc và vận động tổ chức làm thêm nữa để động viên họ tùy theo mọi trường hợp và hoàn cảnh và điều kiện của khu vực. còn có nhiều đồng chí còn có hoàn cảnh khó khăn trong cái hoàn cảnh khó khăn của từng gia đình một có khác nhau một chút, khác ở chỗ một là do một là thiếu nhân lực, hai nữa là cái trong gia đình cái cách tổ chức làm kinh tế rồi là làm cho gia đình của mình cũng có những cái là chưa hợp lý một phần nữa cũng có những chỗ sự quan tâm là có quan tâm nhưng mà chưa chú đáo nên cũng có những lúc có những chỗ có những chí là còn nhiều khó khăn nhưng cái chung nhất là tôi theo tôi thấy đảng nhà nước cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân các cấp, cấp rất quan tâm và đầy đủ các chính sách cho anh em khi có các chính sách đó được đặt nhà nước đã quy định và cựu chiến binh thì cũng là với tinh thần trách nhiệm của mình vừa là động viên, vừa là giám sát, vừa là cùng với gia đình để mà ai mà có những cái phần nào mà có thể làm được thì sẽ sẽ làm để tạo cho cựu chiến binh là hội viên mà là thương binh vừa phát huy được cái thành tích của họ nhưng mà vừa chính họ là những người tuyên truyền về chế độ về chính sách tốt đẹp của đảng của nhà nước và các ủy chính quyền địa phương một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Cuộc trao đổi vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chào ngày mới sáng nay. Chúc quý vị và các bạn một kỳ nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.